Thưa quý vị, mặc dù hiện nay Đà Nẵng đã có nhiều chính sách, giải pháp để hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP tiêu biểu, và thực tế là đã có nhiều thương hiệu sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, việc tìm kiếm đầu ra vẫn là bài toán khó đối với các sản phẩm này. Để giải quyết vấn đề này, một trong những giải pháp hiệu quả nhất hiện nay là liên kết tiêu thụ sản phẩm trên đa nền tảng, đa kênh. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Đây là cơ sở sản xuất nước mắm Hương Làng Cổ, một trong những thành viên của Hội Làng Nghề Nước Mắm Nam Bộ, quận Liên Chiểu. Mặc dù vừa là sản phẩm đạt 4 sao OCOP, vừa là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên trước đây, khi chưa có liên kết cung cầu với các đơn vị khác, sản lượng tiêu thụ của cơ sở rất hạn chế, chỉ gói gọn trong khu vực và những nhóm khách hàng cố định. Kể từ khi đẩy mạnh liên kết tiêu thụ, đặc biệt là trên nhiều kênh và đa phương tiện, nước mắm Hương Làng Cổ đã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với người tiêu dùng, từ đó thị trường khách hàng tiềm năng cũng được mở rộng hơn. Hiện nay như Hương Làng Cổ thì chúng tôi tập trung sản xuất và phân phối trong địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay. Thứ nhất là thông qua các cái kênh khoảng gần 50 cửa hàng bán cái sản phẩm Hương Làng Cổ này. Và thứ hai là chúng tôi thực hiện là bán trên các nền tảng online và chúng tôi có đội ngũ ship rất là tận tình để đến các khách hàng lẻ. Thì ngồi ra các khách hàng mà các tỉnh thì chúng tôi cũng thông qua bưu điện thì chúng tôi gửi. Nhưng mà mong muốn hơn nữa thì chúng tôi sẽ mở rộng hơn và làm một cách chuyên nghiệp hơn. Khác với những sản phẩm đại trà khác, các sản phẩm có thương hiệu như nước mắm Hương Làng Cổ khi đã được đưa lên kênh tiêu thụ hoặc trưng bày tại các siêu thị cửa hàng thì sức hút và sự quan tâm của người tiêu dùng cũng được đẩy lên cao hơn. Đây cũng là một điều dễ hiểu khi xu hướng thị trường đang chuộng những dòng sản phẩm có thương hiệu và mang tính đặc trưng, thế mạnh của địa phương. Khi mà khách hàng tới cái cửa hàng em, những cái hình ảnh nhận diện thương hiệu đầu tiên đó là những ánh lưu xanh đó. Thì ở trên Nam Ô mình thì chủ yếu là ủ mắm với lại cá là trong những cái lưu xanh khoảng là 300 kg cá. Thì khi đó là trên những cái hình ảnh thương hiệu thì cũng có những cái lưu xanh đó. Là khi mà người ta đấy người ta nhận diện cái thương hiệu của mình là nhìn những cái lưu xanh đó là người ta biết đó là nước mắm của Nam Ô mình rồi. Trên những cái lưu xanh đó thì nó mang cái hình ảnh tượng trưng của Nam Ô mình là cũng hồi xưa tới giờ rồi ạ. Để đẩy mạnh kết nối tiêu thụ, thời gian qua, Sở Công Thương Đà Nẵng cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường cho các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của thành phố, đặc biệt là các hoạt động xúc tiến thương mại hay làm đồng bộ kết nối với các đơn vị, nhà phân phối trong và ngoài nước. Bản thân các nhà phân phối cũng tạo dư điều kiện để đưa các sản phẩm này lên các kênh tiêu thụ của mình. Mình muốn mong muốn là tạo điều kiện cho những cái đặc sản của Hương, đặc biệt là như là cái nước mắm Nam Ô Làng Cổ này, để tạo cho người dân địa phương, người dân đến tham quan và mua sắm tại Go có một sự tin tưởng để nhận diện được thương hiệu và có sự tin tưởng từ đó sẽ giúp cho cái thương hiệu này nó phát triển hơn. Ngoài thương hiệu sản phẩm nước mắm Nam Ô, Hương Làng Cổ, thì hiện nay các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu khác của Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh việc liên kết cung cầu để giải quyết bài toán đầu ra. Tuy nhiên, để chuỗi liên kết này bền vững thì vẫn cần nhiều thời gian, cũng như sự chủ động tích cực hơn của cả đơn vị sản xuất lẫn nhà phân phối. Có như vậy mới có thể góp phần đưa thương hiệu sản phẩm Đà Nẵng vươn xa hơn.